bán mẹ không? 15. 15 hả? 15 hả? Mắc không? Mắc không? Không, đúng giá. Đây ăn không chị. Em đầu tính là lẻ đó. Mấy bữa trước là... Chào anh. Gặp công an công an hả? Ờ, còn nhẹ anh em một lần ở đó đúng không? Dạ, vô bán mà. Anh sẽ bán mẹ. Đúng rồi anh. Tiền chơi. Ờ, ok ha. Đây, đây, đây nha, 15 ngàn nha, mát mẻ nha. Phải chặt cho anh nha. Rồi, cái gì hả? Nói em chặt gì rồi. Nhảy mà. Trời ơi. Cứ hả, ở đây tao hiểu lầm hoài. Em bán đàng hoàng. Chứ không phải này nọ gì đâu. Thấy không? Mát mẻ tươi xanh nha. Trời ơi, vui vẻ anh ơi. Tươi xanh đó. Thấy nó vừa mộng cơm không? Mộng cơm. Y chang em anh. Ơi, nước nôi rồi ê hề đó. Ý là vừa nước nôi ê hề nha. Đúng rồi. Rõ ràng. Nhìn thấy giờ biết nước nhiều mà. Ôi, vô. Đó, vô. Ê, nước gì ăn? Hấp nước em đi anh. Vừa ha. Hơi cơm đó, uống ra. Chỗ có ga luôn. Anh ơi, vừa với Victory. Anh ơi, không phải Listerine mà anh xúc gì mà nó xào bọt vậy anh? Anh thấy con gà anh xúc luôn. Vậy đó em, nói là vui vẻ ha. Ủa này ngon lắm má. Má, ngon lắm. Sống mũi cao quá. Anh dẹp dẹp đi. Dẹp nha. Không, nghiêng ở đây nè. Trời ơi, cái mẹo, cái mẹo. À, dạ quá, dạ cảm ơn anh. Ok, rồi, để tiền ha, 15 nha. Rồi, ok, vậy nha. Bác mẹ vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Đâu, cứ mấy bữa là về cái em ra em chấm cái nè. Cái ta hiểu lầm. Bị bắt mấy lần mà hồi chúng ta thôi, có cái gì đâu. Bị hiểu lầm thôi. Em chào. Dạ, em chào anh. Dạ. Cho em quay xíu nha. Dạ. Rồi. Ok ha. Dạ bye bye. Ờ, mát mẻ mà còn vui vẻ nữa. Rồi, cảm ơn anh. Ok nha. Dạ. Ok. Dạ, dạ. Cảm ơn anh, bữa nào ghé chơi. Rồi, tình nghĩa vui vẻ. Ừ. Có khách giới thiệu anh. Ok ok. Ai đi vô anh Lâm tiếp kìa. Em vô. Em vô luôn. Mai lên vườn. Không có. Em vô được. Thôi em ơi, không tiếp em. À, 7 lần á. Dạ rồi chứ. Ngân ơi. Dạ. Ngân ơi, tao lại mày Ngân ơi. Sao vậy? Hôm qua tao có nỗi khổ, mày đừng có giận tao. Không, rất giận, rất nghiêm. Hôm qua là tao thấy là mày gọi là giận tao trên ấy rồi, tinh thần đỏ rồi. Tao có nỗi khổ Ngân à. Cho nên bây giờ tao đã gọi là ghét tao vào. Ngân về nha, Ngân nha. Ủa sao mày ghép mình đẹp hơn tao luôn vậy? Thì cao đó. Hơn tao vậy? Bây giờ tao chuộc lỗi với mày là bây giờ không, cộng đồng mạng là không biết tao là không có đi. Rồi bây giờ tao sẽ ghép lại như thế này. Thì thấy không? Sao mày đẹp dữ vậy? Trời ơi, bên tao có đội ngũ Photoshop mà, hacker bên tao cũng có. Trời ơi, đẹp quá vậy. Trời ơi. Nó vừa vặn nha. Vừa vặn hen. Vừa vặn. Ok, vậy bây giờ bây giờ mày vào tha thứ với tao nha. Tha thứ. Đẹp rồi tao tha thứ. Ok. Đó bây giờ xin lỗi ra chưa? Để xin lỗi, xin lỗi xin. Ý là tao xin mày như vậy nè. Mày đừng có lên mày nói là nè, thấy không? Tao cao. Ủa mày 2 mét rồi hả? Đó tao 2 mét 9 lần nè. Nè ok không? Okay. Trời ơi tụi ghép nhiều khi em có con nhỏ bạn nè. Mà không đi nó chữ. Thì cũng bên này nè. Bên ao rồi son bên này nè. Đáng lẽ là đi rồi mà bên đây là ấy đó. Ấy đó mà. Ừ đáng lẽ tao đi với mày rồi đó. Hiểu. Hiền nè cũng hiền á. Ủa rồi mày làm giống như cái thăm Noel vậy? Thì đúng rồi chỗ nào cũng có tao nè. Đó chị em mà mình có nhau nè kiếp này kiếp sau còn okay, không hiểu okay. Không? Nè này tao đi tao đưa xuống nè. Dữ vậy. Thì đó mèo gì cho tao đăng nha. Đăng đi. Thì tao đăng nhiều nền tảng của tao ha. Ờ nhớ xin lỗi nha. Ok xin lỗi mày. Thưa quý vị hiện tại là Ngân và Diễm gọi là quề với nhau rồi. Cộng đồng mạng cũng đừng có mà tấn công tình bạn của hai chúng tôi nữa. Chúng tôi rất là yêu thương nhau, rất là đùm bọc nhau. Và bây giờ tôi sẽ đăng status nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì yêu thương ủng hộ hai đứa tôi. Bye bye. Ngân con chưa bye bye. Chưa nha con. Sáng tao đăng cái kia luôn rồi nha Ngân nha. Hôm nay là truyền thông là của mày. Ngân.
Nhân ơi, hay quá. Nhân, hay. Tao tóc đây nè. Hay luôn. Tao hẹn một người đã đạp này Nhân. Đúng. Đúng. Mày sống vậy sao trời đánh mày được. Đúng. Đúng, sao mà đánh tao được chứ. Đúng rồi. Hôm nay là trăng tao là truyền thống của mày. Ừ. Xin lỗi mày nha. Rồi, okay. Em mình kiếp này có kiếp sau đâu đâu hiểu không? Ok. Hôm nay là đăng hơi nhiều về con Ngân nha, cho nên mọi người thông cảm, tại vì phải chuộc lỗi cho nó mà. Kêu mấy cái trang mạng đừng có đánh hạn chế. Đúng rồi, mấy trang mạng thôi. Không có đánh được tao đâu. Ờ vậy hả? Không, chứ thấy bữa có 70 like là tao thấy bị đánh rồi đó. Mua rồi, bên tao có hacker hát lên tao mua rồi. Ok, mọi người nhớ yêu thương ủng hộ hai đứa tôi nghe. Và nhớ ủng hộ cô dâu Hàng Môn nha mọi người nghe. Ủa trời, mặt phấn tao không à. Diễm ơi, trời ơi Diễm đây. Buồn ra. Diễm đây. Trời ơi. Chết Diễm em ơi. Cũng Diễm. Diễm. Trời ơi. Diễm đây. Ok Diễm. Ok con. Diễm ơi. Thôi. Anh đây. Bắt ba phụ. Diễm. Im lặng. Ừ, rồi, từ con đừng chen bạn. Trời ơi, bye tụi em. Ăn gì em? Dạ bánh. Xem con mời giờ Diễm. Thì cơm. Em. Dạ. Mẹ tôi phỏng vấn em nó xấu gì nhỉ? Con nó xấu không? Có không? Không. Có không em? Hèn đó. Hèn không? Hèn mà nó xấu luôn. Mình ơi cho tôi xin lỗi được không? Mình. Dạ. Em xin lỗi đi, em về với anh Hùng em muốn hạnh phúc mình ơi. Anh ơi, em xin lỗi mình, em thèm cái cảm giác mà được cột tóc lắm mình ơi. Anh cột tóc chưa? Làm gì biết cột tóc nó không có cột tóc, nó không có biết nó bị. Em chào chị. Chị cho em cột tóc cho thằng máy kia. Còn em quên bây giờ tôi đâu còn lại gì của em. Em xin lỗi rồi, em xin lỗi, em gửi mail xin lỗi với mình anh rồi. Thôi cũng qua đi anh ơi. Chúng ta kết thúc. Anh bắt đầu em in ơi. Không, anh bơ chưa? Anh bơ đi anh ơi. Rồi đó. Chỉ có là vậy mới làm được thôi. Rồi cái kẹp 200 áo. Anh cột đại đi 200. Anh tách cho làm hai. À, anh xe logan. Ok. Anh ơi đốt lửa. Bỏ qua nha. Bỏ qua nha. Hạnh phúc tôi quá, về hạnh rồi quá. Nha. Bye bye anh Hùng nha. Bye. Hùng ơi. Em xin lỗi anh Hùng nha. Ôi Hùng về nó bị yếu quá, nó bị chậm chạp rồi, nó không có ga lăng. Nó bị ấy lắm. Hùng mới về là bị dội Hùng liền á. Trời ơi. Giờ nhắc tới Hùng là Ghê, em đi luôn phải không? Anh đi truyền nước đây. Dạ. Ây à, đi thôi. Giờ qua chỗ truyền nước đi, đi ăn cái đi. Ngay là đi truyền nước. Em cửa ra nha. Bye mọi người nha, bye. Tụi dành quề nhau rồi, đóng cửa đây.
Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.